làm vi quyển nó cực kỳ yêu công phu và yêu cầu tỉ mỉ. Thì toàn bộ những cái kỹ thuật từ gia công hay là những cái công mà trình bày sách vi quyển, gia công để hoàn thiện một cuốn sách vi quyển, nó yêu cầu rất là cao về kỹ thuật và hoàn toàn là làm thủ công. Để làm được những cái một quyển sách vi quyển mà đạt yêu cầu và chất lượng thì bắt buộc là cần một cái yêu cầu cao và cái độ chính xác là vì tính đến từng ly, từ việc khâu sách, gấp sách và việc chế bản, trình bày những cái trang ruột như thế nào để khi trở thành một vi quyển mà mình có thể sử dụng được và đảm bảo được độ bền, đạt được cái độ đẹp, tức là về thẩm mỹ, thì quả thực là phải cần một cái kỹ thuật phải nói là công phu. Cái chất liệu lụa nó rất là phù hợp cả về cái độ đẹp tạo nên cái bìa sách và cái độ bền. Và nếu như sử dụng để làm bồi, để làm bìa sách thì rất phù hợp, bởi vì sợi lụa tơ tằm nó có độ bền rất là cao, có thể đến hàng thế kỷ hoặc hơn nữa. Khi dệt thì chúng tôi phải sử dụng các cái kỹ thuật để tạo ra cái tấm lụa mà nó đạt được cái độ mịn, cái độ khít của các cái sợi tơ dọc và tơ ngang, để khi mà các bạn ấy đưa vào bồi để hồ để ép làm bìa, nó đảm bảo là nó kết dính và nó đảm bảo cái độ bền cho cái bìa sách. Trong quá trình dán trang thì nó gặp rất nhiều khó khăn, là sách thì bé nhưng mà mình phải dán nào để cho khi đọc quyển sách cái tỷ lệ cỡ chữ vẫn phải vừa nhìn, không được quá bé. Và khi người đọc mở sách ra thì sẽ thì cái phần tay của người đọc ấy sẽ không bị che mất chữ. Và đa phần những cái tranh của họa sĩ em sẽ để bên tay phải, để bên phải để cái sự chú ý của người đọc sẽ tập trung vào tranh nhiều hơn. Khi mà vẽ một cái khổ lớn ấy, thì mình có thể là phô được rất là nhiều cái kỹ thuật, nhiều cái nét vẽ. Nhưng mà trong một cái cuốn sách mini nó thu nhỏ rất là bé, nó rơi vào khoảng 1/8 các bạn thấy. Trong cái khổ sách lớn ấy, thì mình phải truyền tải làm sao nét nó vừa phải. Nếu mà bé quá thì mình khi mà thu nhỏ lại thì nó bị mất nét, mà nó to quá thì nó sẽ bị thô. Cho nên mình vẫn phải dựa vào cái khổ sách đấy trước khi mà mình minh họa. Làm sách vi quyển gặp rất nhiều khó khăn như vậy, nhưng mà sự cái việc của các nhà sưu tầm hoặc về ngành xuất bản nói chung đón nhận cái sách vi quyển này nó như một làn gió mới ở trong cái một gọi là một cái thị trường sách gần như nó bão hòa.